Thưa quý vị và các bạn, cũng ở cái tuổi ăn, tuổi học, thế nhưng trong khi đại bộ phận các bạn trang lứa được vui chơi thỏa thích cùng gia đình sau những giờ học căng thẳng, thì ở một góc nhỏ của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hàng ngày lại có những bạn nhỏ quanh quẩn tại bãi rác, vất vả mưu sinh với những thứ bỏ đi của người khác. Không mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh của mình, ngay trên chính bãi rác này, ngày ngày các em vẫn chăm chỉ lao động trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề, với hy vọng công việc mà nhiều người cười chê ấy tiếp tục giúp các em được đến trường, đến lớp. Một ngày của những bạn nhỏ sống tại khu xử lý rác Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, bắt đầu với một bên là túi, một bên là cây mốc. Ở tuổi lẽ ra phải được vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng phần lớn thời gian của các em lại gắn liền với rác. Nhà nghèo, không có ruộng đất, cha mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ còn mấy anh chị em nương tựa mà sống. Là con gái lớn trong nhà, em Nguyễn Thị Tri phải thay mẹ đỡ đần và chăm sóc em út. Nhiều năm nay, để có tiền cho sinh hoạt cá nhân, sau những giờ đi học, các em coi bãi rác là nơi mưu sinh. Nhiều khi làm cũng sợ lắm chị, sợ nhầm khi đập kim chích hoặc mỹ gì đó, nhưng cũng phải tiếp tục làm gì chứ, thì cha mẹ cũng không có nghề nghiệp, rồi tụi em cũng phải cố gắng làm mới có tiền để cho trang trải trong việc học với phụ giúp cha mẹ trong gia đình. Chẳng ai bảo ai, nhưng khi thấy anh chị đi bới rác, nhặt phe chai, sắt vụn, thì lũ em nhỏ cũng đi nhặt theo. Và giờ đây, các em cũng thành thạo việc bới rác. Bãi rác mới ngày nào còn là nỗi ám ảnh với các em nhỏ vì mùi hôi thối, dơ bẩn. Nhưng dần dần, nó trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của các bạn nhỏ này. Khi xe rác từ khắp nơi đổ về, bất chấp nắng nóng, mùi hôi xộc lên đến ngột ngạt và bất chấp vô vàn mối nguy hại tiềm ẩn, các em vẫn cứ lăn xả vào cuộc mưu sinh. Cho dù đứt tay đứt chân mấy tụi em cũng không có sao, vẫn biết coi là mình được. Làm thì cũng không có nguồn thu nhập nào khác để mà đi học, bởi vì mấy tụi em mới cố gắng đi làm. Em cũng rất là sợ nhiều khi người ta nói là mấy người bệnh hoạn gì đó, người ta chết thuốc rồi dục kim hoặc là vì đó, thì yêu em đi cũng nhiều khi cũng đạp. Và cô em cũng rất là lo sợ vì những thứ bệnh đó có thể là chuyện như mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà cô em cũng phải đi chứ sao. Từ hồi lúc em 8 tuổi là anh hai dẫn anh hai đi làm, em đi theo anh hai làm. Rồi từ từ em quen luôn. Đây là ra tiền cho em để em có nuôi, để cho chị ba đi ăn học, em không có sợ. Mưu sinh trên bãi rác để kiếm sống, các em chỉ có đôi dép thô sơ, thậm chí còn dùng tay trần để đào bới rác. Nhưng các em không buồn, không mặc cảm, vì công việc này có thể giúp các em tiếp tục hành trình gặt hái những con chữ, với hy vọng mai này sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.